Dạ, đúng rồi, lâu lắm cô hả? Lâu lắm. Chiên hai chảo nha. Để kịp. Bắt đầu về chị nó chiên. Cho chị đi trước đi, rồi em lấy sau. Ừ, để chị đi. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Và đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Cả nhà nhìn thấy đôi tay của chị rất là nhanh không? Khéo léo quá. Hôm nay trở lại một cái địa điểm trước kia Cuộc Sống Sài Gòn TV cũng có quay cho quý cô chú anh chị và các bạn đó. Đây. Chị gái làm đôi tay rất là nhanh lẹ nha cả nhà. Cái này là bánh khoai môn. Khoai mỡ. Bánh khoai mỡ. Yeah. Thời gian mình bán là bữa nay dạo này mình cũng vẫn bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? 2:30. 2:30 à? 8 giờ mấy. À 2:30 đến 8 giờ mấy nha cả nhà. Một bịch đó, một bịch như thế này nè là 10.000, rất là rẻ và bình dân. Địa chỉ của chúng ta đó là quý cô chú anh chị và các bạn đi vào chợ Phan Đăng Giảng đó cả nhà, thì tới nha chỗ địa chỉ là 90 Phan Đăng Giảng nha cả nhà. Thì nhìn bên tay trái là thấy chị liền hà, ngay chỗ tiệm thuốc tây Minh Châu 1 nha, là nhìn thấy chị liền hà, rất là khéo tay. Cái này là chị lúc trước là nghe chị là cũng có bán bột này luôn đó cả nhà, đúng không chị? Có đó, giờ vẫn còn bỏ mà. Bây giờ vẫn còn bỏ mối đó. Rồi đôi tay đó, nhìn cái đôi tay được khéo không? Nhiều người hỏi là tại sao mình không đeo bô tay vô đó, nhưng mà cái bột đó cả nhà, để cho chị bước bắn nha nó mới dễ, còn không bô tay vô là nó dính đúng không chị? Bô tay vô là dính. Dạ đúng rồi, vô tay vô là nó dính. Dạ. Nó dính là khó lắm. Điên bánh không đẹp á. Anh ta chị. Nóng chị là có bán thủy cái khoai này luôn, cái nhà bột này luôn nè. Chị làm sẵn luôn, là cả nhà mình tới mình mua làm về làm thôi. Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ có điểm số điện thoại của chị ở dưới mỗi video á, thì nếu mà có nhu cầu thì quý cô chú anh chị và các bạn mình liên hệ với chị nha. Cái này là mình phải đặt trước đúng không chị? Gọi trước đó, chị cũng chuẩn bị làm đúng không? Đúng rồi, muốn lấy mối thì gọi trước nha. Dạ. Đây, bánh khoai mỡ này nha. Anh mới ra vớt. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì Cuộc Sống Sài Gòn TV á chia sẻ rất nhiều có mối quan đường phố. Hôm nay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn địa điểm nè. Chị gái có đôi tay rất là lanh lẹ luôn. Chiên hai chảo nha. Bữa kịp. Chiên hai chảo chị. Dạ.
giống như là một cái này là mình bán, chị bán là chị bán ký hay là sao chị? Bán ký. Bán ký à? Dạ, nhưng một ký là bao nhiêu? Ký 45 ngàn. Một ký 45 ngàn nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó. Rồi, đó chị nó khéo tay, hai vợ chồng chị. Tôi tay làm lý lì ạ. Cái này mình chi vừa vừa tới chị hả? Giòn quá nó cũng cứng không? Giòn quá nó dai đúng không? Giống như là 10 ngàn của mình là mấy cái này chị? 10 ngàn là 25 cái thịt khoai mỡ này nè nha. Lấy nhiêu em? 10 ngàn. Nó đưa cho em trước đi rồi em lấy sao? Nói chung là rất là lâu rồi đó, cuộc sống Sài Gòn TV mới quay lại. Lâu lắm quay lại để cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Như là nếu mà có thời gian quý cô chú anh chị và các bạn mình dễ ngang, mình thưởng thức á, mình mua về ăn rất là vui nha nhà. Đặc biệt là trẻ con, người lớn gì cũng vậy. Đó đây. Đây là chợ Phan Đơn Giản này cả nhà. Thì chợ này cũng đông lắm nha quý cô chú chị và các bạn, ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Đây là phường Bình Hưng Hòa chứ chị hả? Đúng không? Phường Bình Hưng Hòa. Mình cứ nhầm bên chỗ nhà mình. Rồi. Phường Bình Hưng Hòa nha các nhà. Ngoài đường ngay chỗ cái góc ngã tư, cái góc ngã tư mà Lê Đồng Tấn á. Bữa Phan Đơn Giản là quẹo vào là thấy gì chạy cũng nhanh. Anh chị bán này cũng lâu lắm rồi đó, 2 năm rồi đó, bán lâu lắm rồi đó. Nhìn cái đôi tay của chị đó thấy không, khéo ôi là khéo, nhanh thôi là nhanh. Đơn giản, bình dân, vui thôi, rất là vui. Gọi là món ăn tuổi thơ đó chị hả? Đúng không? Món ăn tuổi thơ đó. Tuổi thơ. Yeah. Em đi đường em cũng thấy ở dưới quận 7 người ta cũng bán cái này. Nhiều bán nhiều. Yeah, nhiều. Với lại nữa nghe chỗ đường Nguyễn Thị Tú mình, Nguyễn Thị Tú mình thấy cũng có. Nguyễn Thị Tú là bà chị dâu. Đúng rồi, chị dâu à? Dạ. Yeah. Bán này không? Bán này không à? Tại gia đình bán. Dạ, tại gia đình mà bán là chia ra bán đúng không? Tuổi khô. Dạ. Để cho nó chập nữa nó giòn nha. Ăn ở trong là chị bỏ đường nè, bột nè. Đó nên là nó rất là ngọt ngọt. À, bỏ vào đó chiên dầu hai hả chị? Cho nó chín nha. Cho nó chín hả? Đó đi giờ này chưa đông chứ khoảng tầm 4 giờ 4 rưỡi á, 4 giờ 4 rưỡi hả? Đó là bắt đầu chiên hai bếp đó mọi người. Hai bếp ba người. Một bịch 10 ngàn, hai bịch. Món ăn tuổi thơ. Đặc biệt là các cô chú Việt Kiều phương xa xa quê hương á, mà nhìn lại món này thôi chứ. Bắt lấy bay về liền á chứ. Dạ. Hút với máy bay về liền. Chị rất vui nha, chị vui lắm. Chị mấy đợt chị nói chuyện vui lắm đó nha. Hả? Nóng. Cho cô khách trước đi. Anh quay vô phút mà đổ ra cái là anh tôi cái thì có cho em đó nha. Đúng rồi, anh đã. Nhiều lúc làm hoài nó cũng quen.
không bóc phải đều chứ không là lỗ vốn á, đúng không? Bóc cục to cục nhỏ. Cục to nó bù qua cục nhỏ, cục nhỏ bù qua cục to nó không bằng nhau hết à. Nó bù qua bù lại ha. Bù qua bù lại không bằng nhau hết à. Dạ. Hay mấy phút nó mới chín nha, không phải là chín tùy theo cái vàng chứ. Cứ cắt tới đâu là chị làm tới đó, anh chị làm tới đó, hai vợ chồng. Cái hồi khách nào hỏi là bán bột này là mà thấm mấy cái nhà không? Có nhiều người hỏi rồi mà đúng không? Đang ở nhà ké. Đang ở nhà ké. Đang ở ké. Muốn ăn tuổi thơ. Mình ấn tượng nhất là chị gái này, cái tay chị đó làm rất là nhanh luôn á. Bóc bỏ bóc bỏ. Không nhanh giờ không bỏ rồi. Quen rồi mà, cả chục năm mà, trên chục năm rồi mùi thôi. À, mới có 12 năm á. Dạ. Hồi con nhỏ xíu, hồi anh đánh cua, bây giờ con lớn rồi phải không? Học lớp 5, 6 rồi phải không? 6 rồi. Dạ. Anh nó chiên thêm ra một cái phía bên kia nữa nha nhà, để cho nó mau chín nha, một bên nhà nó lâu chín hơn. Anh chị bán là tầm khoảng 2 giờ rưỡi nha cái nhà, tức là khoảng 14 giờ 30 cho đến 8 giờ tối đó. Lên sóng lên hát HTV 7 ẩm thực HTV 7 YouTube, TikTok, fanpage, Facebook. Trời ơi, TikTok rồi. TikTok rồi, Facebook rồi, cái nào cũng có đó. Liên quan tới mạng là có đó. À chị đổi trước qua bên kia nha. Thường giờ này mình đi sớm quá nên là cũng chưa anh chị nói là tầm khoảng 4-5 giờ học sinh nó ra đó. Khoảng 4:30-5 giờ chị thật. 4:30-5 giờ. Giờ này bán 4 cũng lai rai không? Lai rai. Phía bên có cô bán rau nữa nè. Mà như TV rau nữa kìa. Dạ. Ông bệnh cũng đang ấy nữa kìa. Rau nhà trồng không có bệnh đó. Qua nhà trồng đó hả? Bên đây nè, có rau nữa nè cả nhà. Ghé ủng hộ anh chị luôn, cô chú luôn. Rau nhà trồng không á. Nhà có điều kiện đất đai làm. Ờ, đất Sài Gòn mà rau nhà trồng không à. Nhà người ta chứ không phải nhà mình đúng không? Không, nhà mình luôn chứ. Nhà mình luôn á hả? Ờ, trồng được thân thượng. À, đất Sài Gòn trồng ở sân thượng nè, ở đây cũng có rau nè, rau củ quả này gần chị anh chị nè cái nè. Mình thấy củ qua cà rồi. Dạ. Một bịch đó cái nhà là 10.000 thôi, 10.000 22 viên, quay 25 viên. 25 viên nhậm. Một bịch là 25 viên. Củ thì cái củ luôn á. Thấy xa xa. Này chị chiên nè, chị bỏ chị làm xong rồi đó, bắt đầu đó qua công đoạn tới lên này nha cả nhà. Bên đây là bỏ vô đây.
xong rồi đó mình bỏ qua cái chảo dầu đi phía này nè, nó sẽ chín nhanh hơn nha. Đấy, thưởng cho ổng 50 triệu được rồi, không cho chi nhiều. Hả? Không lấy hả? Không lấy. Ít quá không lấy đúng không? Nhiều quá, trời ơi. Thưởng cho ảnh 50 triệu anh tiêu tết được rồi. Làm quanh năm mà. Ngày nào cũng thưởng thôi chứ đang giúp. Ngày nào cũng thưởng à. Vui tính lắm chị, vui vẻ. Dạ, đúng rồi, lâu lắm cô hả? Lâu lắm. Năm ngoái, năm nay. Đó, cứ 10.000 một bịch này cái nhà, 10.000 bịch. 10.000 bịch. Trời ơi, bán đúng nha, chứ đừng có bán ấy nghe chị, lỗ lắm nha. Trời. Tính 25 cứ 25 cái thôi. Không hết đó chị, nhiều quá không hết đó. Thì hai đứa con với chung á, hai vợ chồng là ăn không hết á. Bánh khoai mỡ nè, thấy không, nhà nhìn cái xa xa, bánh khoai mỡ. Nếu có dịp mà đi ngang qua nha cả nhà thì ghé ủng hộ anh chị nha. Với lại nữa là cái địa chỉ nè, cũng như là cái thời gian bán á, thì Cuộc Sống Sài Gòn TV có để trên mỗi video á, hoặc là xuống cái phần ghi chú đó cả nhà, là đều có hết. Hoặc là có số điện thoại, có số điện thoại là chị có bán cái bột kia nè. Bột kia là nãy chị nói là 45.000 một ký, chị làm sẵn luôn rồi, mình về mình làm thôi, mình về mình làm nhanh tay nhanh giống như chị này. Đó, 10.000. Món ăn tuổi thơ. Phía bên cạnh đó, phía bên cạnh chị nè, có cô chú bán rau củ quả đó cả nhà. Đó. Mình chạy xa xa xíu, mình đi vô trong, mình ghé mình ủng hộ cô chú luôn. Anh chị luôn. Dầu là ngày nào cũng thay hết chị hả? Thay. Dạ. Ủa em thấy nó vẫn còn ấy mà sao thay sớm mà? Dầu mới mà em tưởng là thay chứ. Dạ. Dạ. Thôi, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Tình hình cũng gần tới Tết rồi cả nhà ơi, còn cũng không bao lâu nữa. Mười mấy ngày nữa là bắt đầu là chúng ta tới Tết rồi.